Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nhờ xin mời quý vị cùng với chúng tôi chấp ta lại niệm danh hiệu Bổn Sư Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca -mô -ni phẩm à, nam mô bổn sư tinh ca mâu ni phật vô thường tâm tâm vi diệu pháp ba thiên vàng kiếm nạn tâu ngộ à, ngã kim kiến văn đắng tội Trìm. Nguyện giải như lai chư thiện nghiệm. Yeah. Nam mô Bổn sư Thích Ca Ni Phật. Nhà thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp uh, về giới Bồ Tát uh, trong kinh Phạm Võng thì uh, chúng ta học uh, đến uh, cái giới kế tiếp là giới không được vọng ngữ uh, Mà uh, tất cả chúng ta đều hiểu uh, Và hôm nay chúng ta học chi tiết thêm uh, Trong cái điều giới này Đức Phật Ngài dạy chúng ta làm sao uh, Thì trong điều giới này đó uh, Đức Phật Ngài dạy rằng là Nếu Phật tử tự mình nói vọng ngữ Bảo người nói vọng ngữ phương tiện vọng ngữ, duyên vọng ngữ, cách thức vọng ngữ, nghiệp vọng ngữ, nhận đến không thấy, nói thấy, thấy, nói không thấy, hoặc thân vọng ngữ, tâm vọng ngữ, là Phật tử lẽ ra phải luôn chánh ngữ, chánh kiến, và cũng làm cho tất cả chúng sanh có chánh ngữ, chánh kiến, mà trả lại làm cho mọi người tà ngữ, tà kiến. Phật tử này phạm ba đi tội. Ừ, đây đó. À, đức phật ngài dạy chúng ta nhắc chúng ta những điều rất là căn bản à, và không phải chỉ riêng à, đạo phật không thôi mà tất cả à, tôn giáo trên thế giới bây giờ à, hoặc là về à, luật pháp bên ngoài cũng vậy à, nếu mà ai phạm phải cái giới này đó à, thì phải chịu cái quả báo ha. Ừ, thì chúng ta biết cái ngôn ngữ đó, lời nói của chúng ta đó à, à, là cái phương tiện để chúng ta truyền tải những sự suy nghĩ của mình những à, thông tin mà mình biết à, và giao tiếp à, với người khác ừ, à, những cái phương tiện đó đó à, khác với những loài vật à, loài vật không có khả năng À, dùng những cái phương tiện về ngôn ngữ để truyền tải với nhau, à, có thể chúng dùng những cái ký hiệu hay cái âm thanh vân vân. Nhưng con người chúng ta à, có cái phước duyên phước báo là chúng ta dùng nhiều cái cách à, để mà truyền tải những cái à, à, dự kiện, à, truyền tải những cái sự suy nghĩ của mình, à, những cái tâm tình của mình những cái dữ kiện bên trong bên ngoài vân vân à, và cái ngôn ngữ đó à, cũng xuất phát à, từ mấy ngàn năm rồi à, từ những cái à, ngôn ngữ chữ nổi à, những ký hiệu vân vân mà hình thành đến bây giờ à, ngôn ngữ là à, à, của con người đó là có sự sáng tạo sự chế biến Rồi à, À, là giả sử như tiếng việt chúng ta cũng vậy à, à, xưa mấy chục năm về trước đó, nó không có được à, nhiều cái thuật ngữ à, chi tiết à, thâm sâu à, hay rộng như bây giờ à, à, càng ngày chúng ta càng có nhiều cái thuật ngữ cái, à, ngôn ngữ ngay cả tiếng việt không thôi đó à, cũng rất là chi tiết để chúng ta diễn tả những cái tâm tình của mình vân vân, à, à, cho nên cái lời nói giữa con người với nhau đó, à, nếu mà chúng ta không có diễn tả được à, đúng theo cái tâm ý của mình á, à, thì tạm thời nó gọi là à, nói sai. Thử như à, trong tâm mình à, muốn đi chợ nhưng mà bên ngoài đó, mình lại nói là mình muốn đi ngủ chẳng hạn, à, là mình nói sai đi cái sự suy nghĩ của mình à, Hay là nói sai đi những cái gì mình biết Mình à, tạm gọi là vọng ngữ à, Trái lại với những cái gì mình suy nghĩ Trái với những gì mà mình biết à, ha. Cho nên à, ở đây đó Đức Phật Ngài, Ngài nhắc chúng ta à, Những cái lời nói đó làm sao Mà nó phải tương ưng với sự suy nghĩ của mình Phải tương ưng với những gì mình biết Mình hiểu, mình nghe À, nên à, à, Chư tổ hồi xưa ha, có dạy đó à, nếu mà để nhập vào dòng thánh đó, thì à, tâm à, và lời nói ha, phải tương ứng với nhau à, còn nếu chúng ta à, tâm chúng ta nghĩ như thế này nhưng mà chúng ta lại nói ra những lời khác đó, đó là sai sai với sự suy nghĩ của mình sai với sự hiểu biết của mình à, sai với cái gì mình muốn diễn đạt nên gọi là vọng ngữ nó không có thật nó không có đúng. mình biết rõ điều đó không chân thật trong tâm mình nhưng mình lại dùng cái lời nói hoặc là dùng cử chỉ hoặc dùng hành động để diễn đạt cái điều đó theo cái ý của mình mà thực sự không có đúng theo cái sự thật À, vì muốn dối gạt người khác, mê hoặc người khác à, à, nên à, đây là cái điều mà Đức Phật ngài nhắc ngày dạy chúng ta và đương nhiên tất cả tôn giáo trên thế giới bây giờ cũng vậy và ngay cả luật pháp thế gian cũng vậy à, nếu chúng ta đi làm mà chúng ta nói những cái điều không chân thật à, giả sử như à, mình không có bệnh mà mình vô sở làm mình nói mình bệnh chẳng hạn rồi người ta biết được thì chắc chắn mình sẽ mất công an việc làm ừ, hoặc mình nói rằng mình đã làm cái việc đó rồi nhưng mà thực sự mình chưa làm hoặc là mình nói mình biết cái việc đó nhưng mà thực sự mình không biết đó là nó trái với sự thật khi đã trái với sự thật rồi đó và khi mà người ta biết rồi đó thì chắc chắn người ta không còn tin mình nữa ừ, thì có thể mình dối gạt người khác một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, chín mươi lần Nhưng đến một cái mức độ nào đó, lúc nào đó đó Người ta sẽ biết rồi họ không còn tin mình nữa Cho nên ở đây đó Lời nói để mà chúng ta diễn đạt cái tâm tư, tình cảm, suy nghĩ, hiểu biết của mình đối với người khác Nhưng mình phải diễn đạt đúng theo cái gì mình biết, mình nghe, mình hiểu thì mình à, sẽ được cái niềm tin với người khác vì những gì mình nói ra là nó đúng sự thật. À, chứ nếu mình nói ra những điều mà không có đúng sự thật thì chắc chắn à, là từ từ người ta không có tin mình nữa, à, không có giao tiếp mình nữa, không có giao cho mình những trọng trách hay là không có à, tin tưởng. À, vì giữa con người với con người nhau đó à, trong cuộc sống hàng ngày à, trong gia đình à, trong cộng đồng trong xã hội đó à, để mà sống với nhau mình phải có cái niềm tin à, gọi là tin tưởng với nhau mình mới sống với nhau được à, giả sử như vợ với chồng cha mẹ với con cái anh chị em à, đối với những cái người làm việc với nhau cũng vậy à, nếu người vợ mà nói à, láo hay người chồng nói láo à, với nhau đó thì chắc chắn là khi một lời mà nói ra đó thì đã có cái câu hỏi rồi trong đầu rồi. À, không biết cái câu này, cái điều này à, họ nói có đúng hay không, à, hay là thật hay không, à, hoặc là khi mình đi làm cho người khác, à, hoặc mình có một cái à, trách nhiệm gì, à, à, một công ty vân vân. Mà nếu mà họ đặt cho hỏi với mình nhiều á thì chắc chắn là rất khó có sự làm việc lâu dài với nhau. À, còn khi mà à, mình nói ra lời gì, à, lời nói như à, núi như con á, ha, à, thì chắc chắn họ sẽ tin tưởng mình. À, đương nhiên à, trong cuộc sống hàng ngày nhất là ở Mỹ bây giờ đó, à, không phải chỉ là cái lời nói không thôi, mà phải có cái chữ ký, ha, làm bất cứ cái văn kiện nào, à, thư từ nào. À, vân vân phải có chữ ký uh, của cái người uh, mà viết qua những văn kiện đó viết ở những cái vấn đề đó viết cái thư đó uh, Rồi đương nhiên giờ cũng có những cái văn kiện uh, qua ký tên uh, qua bên internet nhưng mà trước khi ký uh, thì cũng có hỏi đây có phải là những điều mà mình muốn ký hay là mình chính là người mà ký hay không đó. nên uh, tùy theo thời tùy theo lúc nhưng quan trọng chính là cái lời nói đây không phải xuất phát từ miệng của mình mà có thể được diễn đạt qua à, những ký hiệu à, qua những cái hành động qua cử chỉ à, à, có những cái người mà họ câm á, á họ nói không được á, dùng gọi à, à, là sign language á, á, là cái ngôn ngữ bằng ký hiệu á. á. À, thì ở đây đó chúng ta thấy à, bất cứ chuyện gì nếu chúng ta có sự thành thật với nhau à, chúng ta có sự chân thật à, diễn tả những cái gì mình hiểu mình biết mình nghe à, mình cảm xúc vân vân với sự chân thật đó đó thì chắc chắn là người khác sẽ tin mình nhiều hơn à, à, chắc chắn là làm việc gì à, họ cũng à, À, tin tưởng là mình không bao giờ gạt gẫm họ, à, không bao giờ lừa dối họ. Ừ, thì cái nguyên nhân chính ai cũng biết hả? À, là khi mình nói láo hoặc người khác nói láo đó à, là do tham cầu danh vọng, à, địa vị mà thôi. À, chứ nếu không có cái tâm tham cầu à, lợi dưỡng, à, à, bảo vệ mình vân vân thì không có gì mà để mình nó láo được hết ừ. à, nên do những cái sự tham cầu đó mình mình và những người khác thường nói đại nói hoàng nói xuyên nói bậy bạ nói những cái điều không có đúng với lẽ thật mới tạo ra cái khẩu nghiệp cho mình à, và ai cũng biết ha. làm cái cầu làm à, bệnh tùng khẩu nhập mà họa tùng khẩu xuất à, bệnh tùng khẩu nhập là bệnh do mình ăn uống à, do cách ăn uống của mình những thức ăn nước uống mình không có cẩn trọng những thức ăn không có hợp với à, sức khỏe của mình à, hoặc ăn nhiều quá à, à, hoặc là thức ăn nóng quá cay quá nồng quá vân vân à, khiến cho mình là bệnh hoạn và à, Họa tùng khẩu xuất À, là cái hoại từ do cái miệng mình mà ra, à, đôi khi mình nói những cái điều mà làm cho người khác buồn phiền, à, những điều mà không đúng sự thật, à, những điều mình gọi là trái tay gây mắt, những điều mà mình chửi mắng người khác, vân à, vân á, à, làm cho biết bao nhiêu người đau khổ và nhất là trong cái giới này đó à, là cũng giống như người xuất gia đó, ha? là đại vong ngữ. Đại phong ngữ nghĩa là sao? Mà chưa chứng thánh quả. Chưa chứng quả thánh. Nhưng mà tại sưng. Tự sưng mình. Tự khen mình. Tự phong mình. Hay tự à, quảng cáo. Mình đã chứng thánh quả. À, đó là lường gạt chúng sanh. À, đó là cái tội rất là nặng. Rất là lớn. <laughs> Vì à, mình có thể gạt gẫm người khác. Lấy và ba đồng, và ba trăm đồng, và ba trăm ngàn chẳng hạn, thì họ mất tiền thôi. Nhưng mà khi mình nói mình đã chứng thánh quả, mà đương nhiên con người phàm phu làm sao mà biết được cái tâm thức của người khác? Thì đương nhiên mình gạt gẫm họ thế này thế nọ đó làm cho họ đi sai lầm, mất cái huệ mạng của họ, đi sai đường. À, lạc lối á, thì đó cái tội rất là nặng ừ, cho nên đối với người xuất gia à, cái tội mà đại phòng ngữ á, là một trong bốn cái tội trọng à, và người phật tử tại gia cũng vậy và nhất là đời bây giờ á, cũng có rất là nhiều người à, tự xưng là tôi chứng um, cảnh giới này tôi chứng cảnh giới nọ hoặc là tôi là người giác ngộ chẳng hạn à, thì à, à, để mà hiểu À, coi xem coi cái người đó có giác ngộ hay không à, thực sự à, thỉnh thoảng cũng có một số phật tử hội chúng tôi đó thì không có khó ha. chỉ coi coi họ cái tâm đó đó tâm họ có tham hay không tâm của người giác ngộ hâm à, chứng thánh quả đó là là tuyệt đối không còn tâm tham tuyệt đối không còn tâm si tuyệt đối không còn à, cái tâm tình vọng động gì cả đó thì mới thật sự là bước vào dòng thánh. Thì đó chúng tôi sẽ nói thêm sau này. Thì chúng ta biết ha. Là Đức Phật Ngài dạy bàn bạc trong kinh điển về cái giới này rất là nhiều. Và cũng có một cái nhân duyên là đối với Ngài La Hồ La đó. Chắc quý biết đó chúng ta gọi là con của thái tử không phải con phật nha xin quý vị đừng có lầm lẫn ha là trước khi mà thái tử xuất gia đó ha có la hầu lam ngài bỏ cung hoàng địa ngục do đẹp con khôn rồi ngài đi xuất gia sau 6 năm đó đó ngài thành phật rồi sau đó ngài trở về trở về độ cho cha của ngài là ông vua tịnh phạn và độ cho các vị Hoàng tôn hoàng tử trong triều đình à, à, Trong hoàng cung Rồi cuối cùng đó, Ngài lại độ cho La Hồ La à, Lúc đó chỉ mới 6 tuổi hay 7 tuổi à, xuất gia à, Rồi Ngài giao cho Ngài Xá Lợi Phất à, dạy La Hồ La à, Vì à, La Hồ La à, xuất gia lúc còn nhỏ tuổi đó à, Chúng ta biết ha, mới 7 tuổi, 6, 7 tuổi chắc chắn là Uhm, chưa có biết cái gì đúng gì sai nhiều, à, chưa có biết cách mà cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình, à, uh, chưa biết um, phải uh, xử sự với người lớn, uh, phải xử sự như người trưởng thành thế nào, cho nên uh, có những cái lỗi lầm, uhm, thì uh, uh, có những lần mà khi phật tử đến chùa đó, đó uh, hỏi um, coi có Đức Phật ở Tịnh Xá hay không à, thì La Hầu La lúc đó đó còn nhỏ mà còn nên tinh nghịch thì mới à, nói rằng là không dẫu là biết Đức Phật có trong Tịnh Xá à, rồi khi mà Đức Phật đi hoàng hóa những chỗ khác á có ai đến hỏi thì La Hầu La lại nói là có à, nên La Hầu La nói dối nhiều lần như vậy thì chắc chắn từ từ có người à, bạch với Phật à, những cái điều này à, thì một hôm Đức Phật ngài đi khất thực ngài mang bát về à, rồi à, ngài bảo ngài là La Hậu Lam à, đem nước đến rửa chân cho ngài à, thì đây cái à, truyền thống á, tập tục á, à, khi xưa à, ngay cả bây giờ cũng vậy chưa tăng bên Nam Tông á đi khất thực là đi chân không? À, và đối với Đức Phật khi mà một ngày ha, đi khắc thực bên ngoài ở chiều đến hay là trưa trở về à, lại phải rửa chân à, thì ngài mới dạy Ngài la hầu la lúc đó còn nhỏ đó còn là chú Sa Di đó à, mới đem nước để mà rửa chân à, khi mà rửa xong á à, Đức Phật Ngài mới hỏi lao la, la làm nước này đó còn sạch sẽ hay không còn có thể dùng nấu cơm nấu nước à, để ăn để uống được hay không à, thì lúc đó Lào Đà mới đáp với Phật, bạch với Phật rằng là bà Thế Tôn không được à, vì nước này là nước dơ bẩn rồi đã giữ chân à, không có thể nào dùng được à, thì Đức Phật ngài mới nói như vậy đúng đó à, à, ông thường nói những lời giả dối à, những lời không chân thật à, cũng như là cái nước rửa chân này nó dơ rồi Không thể dùng à, để mà nấu cơm, nấu nước nữa ừ, Và nếu mà thường nói dối thì không thể nào à, tu đạo giải thoát được à, Thì à, à, nói xong á Đức Phật này mới đổ nước ra Rồi lật lại cái, à, cái bồn úp ha. À, Và từ đó đó À, Đức Phật Ngài mới dạy La hồi La là à, Từ đây về sau Con có nhớ ha, Phải nhớ đừng có bao giờ mà nấu láo à, Vì nước không có còn trong bồn đó, Vì đã úp lại rồi à, à, Cũng như là mình à, Người tu rồi đó Phải có cái tâm hổ tẹn à, à, Không có nên Nấu láo à, Vì cái lời nấu láo đó à, Cũng giống nhức dơ không có thể nào dùng được hứa à, thì lúc đó đó là la vẫn còn nhỏ tuổi à, bị lầm lỡ như vậy cho nên cũng biết mình đã nói những cái liều vọng ngữ như vậy không có sự thật như vậy đó à, và sám hối và từ đây về sau à, không có phạm và cái giới đó nữa à, thì đây ha, chúng ta thấy cái hình ảnh mà Đức Phật ngài dạy cho ngài Hậu la Hồi la lúc nhỏ đó rất là hay Đối với chúng ta cũng vậy đó Khi mà một lời nói của chúng ta nói ra Nếu mà không có chân thật Thì cũng giống như cái nước nó dơ Nước dơ bẩn thì không có thể nào dùng được nữa Hoặc là áo dơ bẩn rồi cũng không dùng được Thì khi mà chúng ta hiểu Bất cứ lời nói nào nói ra À, nếu mà mình à, có cái chánh niệm Thì chắc chắn mình biết à, những cái lời đó Nó thật hay nó giả hay đúng hay nó sai à, à, Đương nhiên cũng có những lúc chúng ta vì à, vô minh vọng động à, Chúng ta nói chơi, nói giỡn à, Hay là nói không có sự suy nghĩ đó à, Rồi đa phần là mình cũng... À, phạm phải cái lỗi này hoặc là khi mình nói chơi nói giỡn à, nói những cái lời mà xúc chạm người khác à, làm cho người ta buồn phiền người ta bực tức á, à, thì cũng tạo tội tạo lỗi nữa đôi khi chúng ta à, không có giữ chánh niệm thì chắc chắn chúng ta sẽ à, bị phạm phải những cái điều đó rồi cũng từ cái lời nói à, mà chúng ta lại không có À, giữ cái tâm à, hiền lành với nhau tâm thương với nhau à, là cái duyên lành thiện với nhau ừ. à, có thể là trong gia đình giữa vợ với chồng cha mẹ con cái anh chị em bạn đạo bạn hữu hay làm việc với nhau trong hãng xưởng cũng vậy à, cũng từ lời nói đó à, à, mà chúng ta có thể gìn giữ cái máy ấm gia đình À, gìn giữ cái sự hòa thuận hòa hiếu trong gia đình rồi giữ uh, cái hòa khí uh, trong gia đình hay là trong cộng đồng hay trong ngoài xã hội hoặc là mình giữ cái chữ tính uh, giữa mình với người khác đó. còn ngược lại đó mình nói không có đúng sự thật đó, thì chắc chắn uh, là từ từ uh, sẽ gây những cái sự uh, rạn nứt trong gia đình giữa vợ với chồng, à, giữa anh chị em với nhau, à, rồi những cái sự nghi kỵ à, với nhau khi làm việc, làm ăn buôn bán à, nên à, à, trong à, kinh đó cũng có nói có một vị tỳ kheo à, rất có tài à, thuyết pháp à, vì thường giảng kinh thuyết pháp à, nhưng mà sau này đó à, lại à, bị đọa vào đường ngục à, vì à, À, đức Phật này có nói đó, nên cái vị tỳ kheo đó, đó là không phải do cái duyên thuyết pháp nhưng mà do thường nó vọng ngữ, Nó không có thật. À, thì ở đây đó tôi xin mở ngoặt chút xíu để chúng ta thấy ha, lời của chư Phật, lời của chư Bồ Tát, chư Thánh, chư Tổ đó, à, lời của các ngài à, à, là chân ngữ, thật ngữ, bất hư ngữ, bất cứ điều gì các ngài nói ra À, điều là chân thật hết à, Nên các ngài mới chứng thánh quả Các ngài mới thành Phật à, Và đa phần hay là gần như tất cả lời nói các ngài đó à, Rất là đơn giản à, Không có cái sự mờ mè à, à, Nên là đây là cái điều mà chúng ta có thể quán chiếu, chúng ta xem xét À, bất cứ ai không phải chỉ riêng người xuất gia dẫn kinh thuyết Pháp à, à, Bất cứ ai mà mình giao tiếp á, à, Coi cái lời nói của họ Như thế nào mình cũng đánh giá được phần nào Cho tâm tư tình cảm của họ à, Nếu cái lời nói họ rất ngay thẳng à, Rất là rõ ràng à, Không có thêm thắt à, Không có bóng bẫy nhiều à, Thì À, mình cũng cảm nhận được cái tâm tình của người đó thế nào. có những người á, chúng ta nói cái câu là à, ngọt mật chết chùi đó, có thể lời nói của họ rất là hay, rất là bóng bẩy, à, vân vân. À, nhưng mà um, họ gạt gẫm mình, hồi nào mình không biết. À, thỉnh thoảng tôi cũng có kể câu chuyện á là khi xưa, khoảng trên dưới 10 năm mà chúng tôi có đi qua bên. Uh, New Mexico xin lỗi New Jersey uh, thì uh, lần đó chưa có lập ra chùa Phật tâm uh, thì có một ông người Mỹ đó uh, ông tới ông gặp uh, chúng tôi rồi mới nói rằng uh, là ông thường đi vào casino vì bên đó đó uh, dùng miền Nam uh, New Jersey á uh, có Atlantic City là cái chỗ có rất là nhiều uh, cái casino quý à, vị biết ha, casino là à, để gambling đó ha, cờ bạc trong đó đó, thì ông ta mới nói, động ta đi vòng vòng xem coi có người nào thích chơi bài với ông ta hay không, à, những người nào mà ông ta thấy là giàu có có tiền bạc nhiều á, thì ông ta mới nói, à, đại khái nói cái câu là lời ái ngữ đó, cũng khen tặng người đó thế này thế nọ à, để dụ dẫn người đó à, chơi bài với ông ta à, để ông ta lấy tiền À, của những người đó à, thì trong xã hội chúng ta có rất là nhiều người như vậy đó à, họ nói những cái điều rất là hay ho rất là bóng bẩy vân vân à, nhưng mà sau đó đó à, họ muốn hại mình à, muốn lấy của người khác vân vân Cho à, nên khi mình tiếp xúc với người khác chắc chắn là muôn hình vạn trạng à, rất là nhiều người nhiều hạng người à, trong xã hội ha Uh, có người giàu có người nghèo có người thông minh không thông minh có người uh, có ăn học vân vân uh, mà những cái đó là những cái uh, bên ngoài thôi cái quan trọng chính là mình lắng nghe uh, những cái lời nói của người khác uh, những người đó đó dẫu họ là người Mỹ người mễ gì đó đó xem coi thật sự những cái lời nói đó nó có chân thật hay không? À, qua cái cách diễn đạt của họ à, có đơn giản dễ hiểu hay không, à, có ngay vào thẳng vào vấn đề hay không, hay à, là có những cái lời nói bóng bẩy vân à, vân thì đương nhiên con người chúng ta đó ngay cả vấn đề ăn uống chúng ta cũng thấy đó ha khi mà chúng ta ăn những cái thức ăn mà nó thêm à, gia vị đó nó ngon miệng chúng ta nhưng mà chúng ta biết càng có gia vị chừng nào nhiều thì càng dễ bệnh hoạn chừng đó. À, thì chúng ta không có thích ăn uống những thức ăn nó à, gọi là bớt gia vị, ít gia vị, ha. như những thức ăn như rau luộc vân à, vân. À, thì cái cách ăn nói của con người cũng không có khác. À, chúng ta thích những người khác nói những cái câu bóng bẩy, à, những câu nó hay có trừu tượng, ý nghĩa thâm sâu vân vân. À, chúng ta nghe những cái người khác mà họ nói những lời nói trung thực à, Nói cái điều là lời thật mất lòng á Mình không muốn nghe Mình chỉ muốn nghe những lời nói mà nó bóng bẫy à, Xa hoa vân vân Nhưng mà đa phần ha, những cái lời nói đó đó à, Nếu gặp những người mà có cái tâm không chân thật á Thì họ dễ gạt mình à, Cho nên à, khi mình tu tập ha Càng tu nhiều, chúng ta càng có uh, cái sự sáng suốt, cái sự minh mẫn uh, Và có những sự nhạy cảm Mình biết được, uh, mình cảm nhận được uh, Cái người đó họ thật với mình hay không Hay là họ chỉ uh, ba hoa bóng bẫy để họ gạt mình Hay nô láo, uh, vân, Ừ. Thì mình chính bản thân mình cũng vậy Mình phải huân tập làm sao cho cuộc sống mình nó đơn giản Lý do tại sao mà đức phật ngài à, cho quý phật tử thọ tám giới quan trai à, là chỗ đó đó để làm chi để mình huân tập lại con người thật của mình à, có một cuộc sống rất là đơn giản à, không có cầu kỳ không có màu mè không có à, à, đánh phấn à, à, kẻ môi vân vân à, chỉ mặc những cái đồ mà bình thường không có nằm giường cao không có uh, sức dầu thơm không có đeo uh, tràng hoa vân vân đến chi để tập lại uh, cho chúng ta cuộc sống đơn giản để tập chúng ta có cái cách nhìn đơn giản uh, uh, và cái lời ăn tiếng nói của chúng ta cũng vậy uh, cũng trung thực uh, cũng ngay thẳng uh. nên đó là cái cách mà Đức Phật ngày dạy không phải vấn đề mà À, ăn uống ngủ nghỉ không thôi Và ngay cả cái lời ăn tiếng nói của chúng ta nữa à, Cho nên ở thầy chúng ta hiểu Hiểu được những cái điều mà Càng tu chừng nào chúng ta càng cố gắng à, Giữ cái tâm tình à, thanh tịnh à, Giữ được cái sự ngay thẳng chất trực của mình à, à, Giữ cái sự đơn giản à, Không có màu mè à, Thì mình rất là dễ nhập đạo còn nếu mà tâm chúng ta lúc nào cũng công công quẹo quẹo thế này thế nọ thì rất là khó mà Đức Phật Ngài dạy đó như trong kinh à, Lăng Nghiêm ha, Đức Phật ngài có nói rằng cũng giống như là nấu cát mà muốn thành cơm thì không thể nào được. Nếu tâm chúng ta à, công quẹo ha, tâm chúng ta không có ngay thẳng à, thì chắc chắn rất là khó, à, khó lòng mà nhập đạo ha. Ừm nên à, trong đây đó Đức Phật này luôn nào cũng nhắc mình vậy đó phải nói những lời chân thật à, phải nói những điều chân thật những gì mà mình hiểu mình biết à, thế nào mình nói thế đó ừ. à, đương nhiên cũng có những khi chúng ta nghĩ rằng à, những cái điều mà mình nói ra nó thật sự là thật đó à, có thể là bị thiệt thòi à, hoặc là bị người ta xem thường, à thì đương nhiên à, tùy theo cái nhân duyên tùy theo cái cách mình nhìn à, nếu mà mình nói những lời thật mà nói không có à, đụng chạm ai à, không có làm khổ ai à, thì cũng phải cần nói à, à, hoặc là nói những cái điều chân thật đó mình biết có thể là thiệt thòi à, lấy ví dụ như trong việc làm ăn buôn bán mình nói chân thật thì đương nhiên có người khác họ biết cái cách mình làm ăn buôn bán rồi họ có thể họ à, à, lấy khách của mình vân vân à, thì nếu còn sống ở đời thì chắc chắn um, rất là khó tránh khỏi nhưng mà khi mà tu đạo rồi đó à, thì mình phải hiểu hơn à, chư tổ không? đức phật luôn, luôn mà cũng nhắc chúng ta phải cố gắng nói là thành thật à, có thì nó có không nữa không ừ, chứ nếu mình À, có thì nó không, không nó có đó Là mình trái cái tâm ý của mình à, Không có chân thật với chính bản thân mình Thì chắc chắn là từ từ rồi à, Mình không thể nào, chính bản thân mình không thể nào nhập đạo à, Rồi từ từ à, người khác họ sẽ không tin tưởng mình à, à, Nên à, trong à, những bộ luận như luận à, Bồ Đề Tư Lương có dạy đó Dù cho cái lời nói thành thật mà phải bị chết bị mất địa vị chuyển luân thánh vương cùng chưa thiên vương nhưng cũng phải nói sự quý báu của lời nói chân thật là nó đứng đắn rất là quan trọng và thỉnh thoảng tôi cũng có đề cập tới đó để mình thấy biết được một cái người nào mà họ mới từ những cảnh giới chưa thiên cảnh trời xanh uh, trở xuống loài người đó uh, có những cái điều mình cảm nhận được đó mình biết được đó uh, là họ lúc nào cũng nói lời chân thật uh, và lúc nào họ cũng ở sạch và lúc nào họ cũng muốn bố thí đó là ba cái gọi tiếng anh đó là indication là cái điều mình cảm nhận được uh, những cái vị này đó từ cảnh giới trời xanh uh, xuống của người À, và vì còn những cái uh, sự huân tập um, lành thiện đó đó uh, sau này nếu họ thường xuyên bố thí cúng dường làm phước uh, tạo nghiệp lành nghiệp thiện thì chắc chắn họ sẽ sanh là những cõi trời còn um, đối với uh, con người những người nào mà thường nói lời không chân thật thì chắc chắn chúng ta cũng biết ha uh, trước sau cũng bị đoạt hay cũng bị trả quả báo ha? cho nên à, à, đức phật ngài lúc nào cũng dạy chúng ta phải có sự chân thật chính bản thân mình trung thật chính bản thân mình à, đừng có gặp gẫm chính mình đừng có gặp người khác à, vì mình nói lão chính là tự mình gạt mình à, có thể người khác chưa có à, biết à, những cái lời đó nhưng trong cái tâm thức của mình à, à, nó sẽ có những sự lấn cấn à, sự mặc cảm À, khi mà mình gặp người khác à, cho nên đó, ở Mỹ họ có những cái máy gọi là um, live detector mình gọi là polygraph à, của CIA hay là FBI đó ừ, để họ à, um, test coi à, những người đó đó những người mà họ muốn interview vân à, vân coi họ có à, nó láo hay không Nó lời chân thật hay không ừ, thì nếu mình có Nói những lời chân thật Thì dẫu uh, người khác có hỏi Một lần, hai lần, mười lần, trăm lần, ngàn lần Mình cũng trả lời Cũng giống cái câu trả lời đó Còn nếu mà mình có nói láo đó Có thể một lần, hai lần, mười lần uh, Mình che đậy uh, Mình nói những điều nó sai Nhưng mà có nhiều khi uh, Đến lần thứ 11, 12, 13, 20 uh, Mình sẽ uh, sơ hỏi Sơ hỏi rồi mình sẽ nói láo À, người ta biết được mình nổi láo thì chắc chắn từ đó về sau họ không còn à, tin tưởng mình nữa ừ, cho nên cái việc à, chân thành à, trung thực à, rất là quan trọng đó chính là cái đạo lý làm người à, đó chính là cái đạo đức căn bản à, của một con người khoan nó là một à, người vị mà phát tâm mà hành hạnh bồ tát à, để cho người khác tin à, mình phải nói những điều chân thật À, để họ tin tưởng vào mình khi bất cứ lời gì mình nói ra, ừ. à, để người khác à, à, kính trọng mình à. À, và nhờ đó mà mình giữ được cái duyên à, giữa mình với họ, ừ. cho nên à, trong đạo Phật ha, cái lỗi vòng nữ này đó rất là quan trọng à, à, Đức Phật này nhắc chúng ta để chúng ta à, biết cách à, mà tu tập, biết cách mà ứng xử, biết cách mà chuyển hóa tâm mình, nhất là phải có sự trung thực, chân thành đối với bất cứ người khác. Nhưng nhiên, giả sử như nếu mình ở trong rừng, trong núi một mình mình thì mình có nói gì nữa đó, người khác cũng có nghe thì chuyện đó không quan trọng. Bất cứ giới nào đa phần là phải có người nghe. À, thì sau này tôi sẽ đề cập đến vấn đề đó. Ừ. nên nếu là một phật tử nhất là những cái vị mà phát tâm thọ với Bồ Tát à, Đức Phật ngài dạy đó phải à, dùng cái tâm chân thần à, chân thật à, để mà cảm hóa người khác để hướng dẫn người khác dạy dỗ người khác à, còn nếu ngược lại à, dùng những cái lời không có chân thật à, những lời vọng ngữ vọng ngôn à, thì không thể nào mà dạy dỗ cảm hóa người khác được cho ừ, nên dẫu chính mình à, nói láo tự vọng ngữ đó hay là dạy người khác vân vân đều à, là phạm phải cái lỗi này đó ha? ừ, và thứ nhất là tự vọng ngữ chính mình đối với người khác mình nói mình chứng đắc cái pháp thượng nhân à, chứng đắc à, à, Các bậc thánh à, Uh, chứng đắc uh, uh, quả vị Phật uh, A La Hán vân vân uh, đó mới gọi là đại vọng ngữ như mà tôi trình bày đó đó mình dối gạt chúng sanh uh, để cho họ cúng dường uh, họ uh, hỗ trợ mình vân uh, vân uh, uh, nên uh, khi mà uh, phạm phải cái lỗi đại vọng ngữ này đó thì chắc chắn rất là nặng uh, À, vì như nói tôi trình bày đó mình có thể gạt gẫm khiến cho người khác mất một ngàn hai 000 và trăm ngàn vân vân nhưng đó là vấn đề mất vật chất thôi còn nếu mình gạt gẫm họ mình nói mình đã chứng thánh quả a la hán mình đã là bậc giác ngộ vời vân vân họ tin mình rồi mình hướng dẫn họ à, đi vào trường tà không họ bị đọa lạc không những là một đời họ mất cái Pháp thân hội mạng của họ không những đi lạc một đời mà biết bao nhiêu đời từ đây về những đời sau nữa. Ừ, ừ, cho nên à, đó rất là nguy hiểm. À, chỉ có khi nào mình trung thực chính mình, à, mình mới nói những lời chân thật. Mình thấy thì mình nói thấy, không thì mình nói không. À, à, còn bằng không, à, mình nói những cái điều đại vọng ngữ như vậy đó. À, vì mong cầu lợi dưỡng như vậy đó ha. À, thì đó là căn bổn của trong tội trong cái tội đa vùng ngữ này. Ừ. À, đương nhiên á à, ngay cả à, khi hành thiền quán hay ngay cả khi mà mình cảm nhận được cái sự gia trì của tam bảo mà mình nói ra à, những cái điều đó, đó là bị mất ừ. thì cũng giống như có một cái câu chuyện là có một người pháp hữu à, của ngài trí giả đại sư á À, thì bữa đó đó à, vị này à, nằm trên võng nói rằng à, tôi đã chứng um, tứ thiền à, thì lúc đó ngài trí giả ngài mới mỉm cười và nói rằng à, ngài nói như vậy đó là ngài đã mất rồi ừ, vì à, có sự chấp trước đó à, nên đó đó là những vị này đã chứng quả nhưng mà à, lại nói ra ha. Ừ. À, là còn mất, đừng nói chi là không có đạt được đến những cái quả thánh hay là nhập vào những cái dòng thánh hoặc là nhập vào những thiền định đó, mà lại mình nói à, gạt người khác ha. Ừ. À, Thì cái quả báo nó nặng nề thế nào. Nên à, trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, mình có đức hay không, à, mình có tài hay không, à, mình có khả năng làm việc hay không? À, là những người xung quanh à, từ từ họ sẽ nhìn thấy à, cũng không cần có khoe khoang đương nhiên ở Mỹ này đó ha cái việc mà quảng cáo à, vì xứ Tây Phương xứ tư bản mà cái việc quảng cáo à, cho công ty của mình cho à, việc làm ăn buôn bán của mình hay cả cho cái bản thân của mình nó chuyện bình thường à, vì họ muốn nhiều người biết đến để họ có sự làm ăn buôn bán phát đạt nhiều hơn vân à, vân và ngay cả bây giờ cũng vậy ha Không phải chỉ người lớn không thôi và ngay cả mấy đứa nhỏ cũng vậy. Nào là Instagram hay tiktok họ muốn nổi tiếng đó, nói và ba điều và ba lời à, rồi xô những này show những nọ đó à, rồi share với nhau à, rồi để cho người ta biết như mình à, thì đó rất là nguy hiểm những cái điều mình nói Uh, ra nếu mà không có đúng làm cho người khác họ uh, đi sai lầm lạc đó, uh, chính mình uh, cũng phải trả cái quả báo đó thì um, trước khi mà dừng cái buổi giảng hôm nay em tôi xin kể lại cái câu chuyện mà uh, 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 có uh, một vị uh, thiền sư ha uh, sau khi buổi giảng pháp của ngày xong á um, tôi lâu quá cũng quên tên vị đó rồi À, thì giảng pháp xong đó, chúng hội đó à, trong đại chúng tất cả mọi người đều rời à, khỏi cái à, thiền đường ha chỉ còn có một ông cụ à, lớn tuổi ha. Thì mới à, ngồi ở lại thì vị thiền sư này đó à, mới hỏi ôi sao mọi người đã à, rời khỏi thiền đường này mà ông lại còn ngồi đây à, thì vị này mới nói rằng con À, không phải là người mà là một con uh, trộm sau uh, chùa đó đằng sau núi ở bên đằng sau chùa đó thì uh, hồi xưa con cũng có tu tập uh, ở cái núi này uh, cũng là uh, một vị uh, đại thiện đi thức uh, cho rất là nhiều người cũng thường giảng kinh thiếu pháp nhưng một hôm á uh, có một người đến hỏi À, con làm à, có người tu đạo người đã chứng đạo rồi à, có tin nhân quả hay không à, à, thì lúc đó đó con mới trả lời là không do chữ không đó đó mà sau này con bị đọa lạc làm thân trồn 500 kiếp à, xin thỉnh hòa thượng à, dạy cho con để thoát cái thân này à, thì lúc đó đó vị thiền sư này đó mới nói rằng à, như vậy ông hỏi lại ta đi, à, thì lúc đó đó vị này mới hỏi à, người tu đạo có tin nhân quả hay không thì vị thiền sư này mới đáp là không làm nhân quả à, thì nghe câu đó đó người này mới nói rằng à, hôm nay con đã thoát cái thân chồn rồi à, xin thỉnh hòa thượng ngày mai vào trong núi đó Thấy có xác của con trùm xin à, làm lễ an à, à, táng như một vị tăng sĩ à, thì à, vị thiền sư này hứa khả và hôm sau đó à, vị này mới dẫn tăng chúng vào sau núi đó mới thấy có một con trùm xác con trùm đó rồi làm lễ an à, táng như vị tăng thì à, tôi kể lại câu chuyện này chắc đa số vị có nhớ có biết ha à, để chúng ta thấy rằng đó à, À, ngay cả cái vị mà đã chứng đắc rồi à, Thì cũng phải chịu à, cái nhân quả ha? À, Chứ còn nếu mà à, nói là chứng đắc rồi mà không có tin nhân quả đó à, Bác không nhân quả đó Cái lời nói của mình nói ra làm cho rất là nhiều người à, bị lầm lẫn Vì họ không tin nhân quả cho nên họ mới sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì trái phương nhân quả à, Nó lao gạt gẫm người khác vân vân à, thì họ cũng tạo nghiệp và khi họ tạo nghiệp thì chắc chắn á, cái người nói ra cái vị thầy đó đó à, là cái người phải chịu trách nhiệm à, vì những cái lời nói đó hả ừ. à, cho nên lý do tại sao mà vị này đó à, bị đọa lạc à, làm chồn trong 500 kiếp là như vậy đó ha sau khi mà gặp tổ, à, tổ bái trường đúng rồi thì tổ mới nói đó không làm nhân quả, thì từ đó đó vị này mới trực à, nhận ha, à, ra cái điều căn bản à, à, và không còn bị đọa lạc làm kiếp trộm nữa. Ha. thì thôi cũng qua giờ tôi xin tạm dừng ở đây ha, à, để kỳ sau chúng tôi sẽ trình bày tiếp yeah. năm môn. Bổn sư Thích Ca Muni Phật